Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Vanilla 1.14. Trong tập trước, chúng ta đã giải quyết các cái đường nước ở những khu vực bên dưới này. Ngày hôm nay, ta sẽ giải quyết khu vực bên trên đầu mình. Thì trên đầu chúng ta chỉ có hai chỗ thôi, Netherwork và xương rồng. Như vậy, ta sẽ cần phải kéo xuống hai nơi. Ở bên đây, đâu rồi? Bên nào? Nhịn hồi hết biết bên nào với bên nào luôn. Và ở bên chỗ này chúng ta có một cái cột, nó đã kéo được đường nước từ bên dưới lò kẹo dẻo lên đây. Vậy bây giờ ta sẽ qua đây để xài Netherworld, và bên này sẽ là xương rồng. Và cái đường Netherworld thì chúng ta có cái đường ở đây rồi. Nhìn nó kỳ kỳ, cho nên chúng ta sẽ cần phải chuyển nó qua đây, nó không có đúng chỗ nữa. Hồi trước mình dự định là sẽ xài bên này, nhưng không, bây giờ chúng ta sẽ xài bên đây. Vậy ta hãy chuẩn bị đi lên trển nào. Vô. Tới rồi. Đi thang máy này là phải la như vậy mới được. Không có la, không có đúng chất thang máy. Giờ nguồn nước ở phía trên thì chúng ta phải chặn lại hết. Hoặc không lấy xô múc. Lấy xô múc thì cũng được. Lấy gì lấy sai hoài vậy? Lấy xô múc. Lên trển nào. Và đầu này múc nước. Múc nước. À, chỗ này bắt đầu khó khăn. Bởi vì nước nó sẽ chảy xuống. Sau đây, chúng ta sẽ cần phải đập từ trên này đập xuống nữa, lấy lại hết mớ kiến ở đây luôn. Chúng ta bắt đầu xử lý vụ bên ngoài này trước đi. Để mình đập xuống một cái. Chúng ta đập gần tới rồi. Bây giờ tới đây đúng không? Tới đây ta sẽ dừng lại. Và khu vực bên này thì ta loại bỏ. Chính xác. Bên đây có gì không? Và có kiến rớt ra. Có cần phải lượm ở bên đó hay không? Ôi, xém té, hay quá. Đỡ ghê, tưởng té xuống dưới luôn rồi chứ. Và chỗ này không có kiến. Ở đây thì có. Bên đây thì không có. Và nhớ là chỗ này không đập ra nha. Đập ra mệt lắm đó. Bây giờ chúng ta đập một cái. Ta sẽ đứng ở phía trên cái miếng kiến ở bên dưới. Nghe thấy ghê không? Tưởng rớt xuống không à? Vẫn phải đứng lại thôi. Tại vì còn kiến bên dưới mà đập chỗ này là té nè. Nhìn lại, dọn dẹp phải sạch sẽ, được chưa? Leo lên, có cái gì nó dư thừa không? Dư là lấy lại, chỗ này không có gì dư hết trơn hết á. Cái miếng này chúng ta có thể bỏ đi cũng được, không sao nè. Nhưng mà thôi, mình gắn luôn cho nó đều. Bây giờ chỗ này chúng ta còn polish dioxide, gắn vô, ít polish andesite chứ, quên. Và đi xuống thôi, lượm lại những miếng kiến phía bên dưới. Sau đó ta lại bay lên, chuẩn bị nghe la nữa nè. Bay lên. Lần này không la nữa. La nhiều quá tắt tiếng đó. Bây giờ phần nước ở bên trong. Phần nước này chúng ta cần làm thiệt nhanh. Còn không mình sẽ đi vô bên trong đó cũng được. Bây giờ ta sẽ chuẩn bị. Đó. Vậy thì làm sao nước chảy được đúng không? Và thôi làm vậy luôn đi. Chuẩn bị. Nó đâu rồi, nó đâu rồi. Bên này nữa, bên này căng rồi nha. Thiệt tình nó cũng chảy xuống một miếng rồi kìa. Và chặn nước chưa? Ngó ngó. Thấy không? Thấy không? À, chặn nước rồi, hay quá. Bây giờ chúng ta chỉ việc đập lại những phần này thôi. Mà sao mình không đứng ở trển đập cho khỏe ta? Tại này mình chắc là rảnh rồi đây. Bây giờ chúng ta phải ngước đầu lên để có thể đập hết được những cái cục nước đá còn sót lại ở trên đó. Thiệt tình. Mình đã dọn xong những phần kiến dư thừa. Bây giờ chúng ta sẽ coi. Chỗ này nước nhỏ tỏn tỏn nữa rồi. Thiệt tình. Bây giờ ta sẽ cần phải thử một thứ. Ta leo lên. Để leo lên cái. Và chúng ta có vật liệu xây dựng như đây không? Không có. Thôi xài cục này đỡ cũng được. Không sao. Và leo lên, leo lên. Mình sẽ đập cục này ra. Ta sẽ chuyển sang xài Park 2. Và nó có kích hoạt đường điện hay không? Vẫn còn tốt, vẫn còn là tốt. Tại vì bây giờ mình sẽ ốp lên để che cái khu vực này, không có cho nước nhiễu tỏn tỏn nữa. Mà nước nhiễu tỏn tỏn rất là khó chịu. Bây giờ đường nước nó sẽ nằm ngay đó hả? Đường nước nó nằm ngay đây. Và nó có bị vướng lại hay không? Rất có thể nó sẽ bị vướng lại đó. Và đi ngủ cái coi, trời tối thui rồi. Trời lại tối nữa và ta đi ngủ một cái. Giờ phải lên trển.
coi nào. Chúng ta cất vô những thứ không cần thiết, cái coi nào, cất vô, để lấy cái cục polish này xuống. Và chỗ này, thay vì kéo qua bên kia thì mình sẽ kéo qua bên đây. Chúng ta đập này ra một cái. Cái đường nước nó kéo qua bên này thôi. Ở chỗ này thì không có cần phải gắn cái phần đó vô rồi. Và ta sẽ có cái chỗ này như vậy. Và nước nó sẽ chạy ra như vậy. Đúng chưa? Đúng rồi đó. Lần này các bạn thấy nó thấp hơn lần trước đúng không? Tại vì lần trước mình để sát trần. Bây giờ chúng ta kéo xuống một chút. Giờ làm sao chúng ta lên trển đây? Đập thì ra luôn đi. Này xài xong rồi. Tạm thời thì chúng ta sẽ lên trển bằng con đường này. Và có cái thang nào không vậy? Cô không có cái thang nào hết trơn hết á. Sao lên trển bằng con đường này được? Leo lên. Đập bể. Và đi qua. Giờ tạm thời chúng ta sẽ cần phải kéo kiến ra thêm mỡ. Và nó sẽ ra tới đây. Chặn lại. Mình sẽ đổ nước vô chổng. Nước. Một đầu. Là xong. À. Có vẻ như là đồ nó sẽ không có bị vướng lại đâu. Vậy là tốt rồi. Bây giờ chúng ta đập ra chỗ này thôi. Nước chảy tới đây là hết cỡ. Nghĩa là chúng ta sẽ cần phải có cái đường nước bắt đầu từ khu vực này đó. Như vậy là mình sẽ cần chặn lại chỗ này một cái. Tại vì nước chỗ đó hơi bị yếu. Cho nên phải tăng cái cường độ nước. Nó phải có sức mạnh đẩy đồ đi tốt hơn. Bây giờ ta sẽ nhắm về phía bên này. Nó đi nó sẽ đi vòng qua hả? Để coi coi. Tại vì nó đi thì nó sẽ phải tới đây. Nó chạy cặp theo đây. Hay là chúng ta cho nó chạy qua đây luôn. Nó phải chạy cặp theo bên này rồi nó vô. Như vậy mình muốn giấu nó vô trong này thì phải như vậy thôi. Chúng ta không đưa ra ngoài này được. Đưa ra ngoài đó có một cái công việc khác rồi. Cho nên chúng ta phải để bên trong là vậy đó. Và bây giờ ta sẽ cần phải kéo nó đi. Nên ta kéo coi thử cái coi. Và nó sẽ tới ô này. Đường nước sẽ tới ô này thôi. Và nó xuống đây. Xuống đây thì nó sẽ rớt ở đâu đó quanh đây nè. Nó phải đi qua. Mà đi qua đi ngang đây mình lại không muốn. Có cách nào không ta? Có cách nào mà nó không phải đi ngang đó hay không? Chắc cũng phải đi ngang đó quá. Chứ hết cách rồi. Vậy đi ngang thì đi ngang thôi. Nếu chúng ta cho nó đi thẳng vô trong này luôn á. Thì nó sẽ đẹp luôn. Rồi đi thẳng vô luôn. Và đi thẳng vô. Rồi đi qua đây. Chúng ta sẽ có một cái đường nước đi ngang qua đây. Và đi ra ô thứ hai, thứ ba gì đó ở phía bên kia. Để cho nó có thể đi được. Leo lên một cái. Nó sẽ rớt xuống đây. Được rồi đó. Mặt trước này thì tất nhiên là chúng ta sẽ sử dụng những cái cục stone brick để che lại. Cho nên nó sẽ không có sợ nước chảy đi đâu. Đây là bức tường mà. Và bức tường chỗ này, chúng ta kéo đường nước. Thì sẽ cần phải có kiến qua bên đây. Và mình đã đi tới một cái kết luận. Đó chính là chúng ta sẽ cần phải che khu vực này lại một cái đã. Chỗ này sao ta? Chỗ này nước có nhiễu xuống hay không? Nhìn thử coi. Chưa thấy nước nhiễu xuống. Nhưng mà những khu vực này thì nước đã nhiễu xuống toản toản rồi. Ở bên đây không có. Chúng ta có thể chuyển từ đây qua luôn không? Cho nó khỏe. Chúng ta chuyển lên. Ví dụ như chuyển qua đây. Xong rồi ta cần có thêm redstone torch. Chứ phải chạy xuống lấy rồi đó. Tại giờ không còn redstone torch nữa. Để mình chuyển qua đi. Có gì mình che khu vực đó lại luôn cho đẹp. Nó đồng bộ với nhau đẹp hơn chứ. Và trên đó thì sẽ có một chút sự thay đổi ở thiết kế cuối cùng. Khi mà chúng ta xây dựng hoàn thiện á, nó sẽ phải có chút thay đổi. Thay đổi để cho cái khu vực đó nó đẹp hơn. Và bay lên. À, lên tới. Chúng ta sẽ có gì ở đây. Chỗ này làm sao mình kéo đường điện ra đây. Đập bỏ đi. Đập bỏ luôn. Và ta sẽ sử dụng những cái cục này. Có cái nút. Chúng ta cần phải cất bớt độ một cái. Độ hơi bị nhiều rồi. Và khu vực này nó sẽ có cái đường điện. Như mình nói là mình sẽ kích hoạt đường điện ở đây. Các bạn có thể thấy được đường điện nó đã ở đây.
và nó phải đi ra ngoài này. Ngoài này thì nó sẽ ra đây, lên đây, ra đây. Ấy, ấy, ấy. Nó phải lên phía trên, nhảy lên cái đó. Và không được, bậy. Vậy là lên phía trên rồi nè. Nhưng mà chúng ta cần phải cho nó lên một miếng nữa. Đây rồi. Và như vậy, đường điện từ thời điểm ban đầu nó rất là đẹp, nó thẳng một hàng thôi. Nhưng mà tới thời điểm này nó đi vòng vòng, dèo dèo, đi tùm lum hết trơn luôn. Vỗ tay. Hay quá. Nói chung là chúng ta cũng phải chỉnh thôi. Tại vì muốn đẹp là phải vậy. Cái này là tại vì muốn đẹp, khu vực này sẽ không được nhiễu nước tỏn tỏn nữa. Và như vậy là thấy đường điện nó chuyển lên rồi nè. Tốt. Sau đó chúng ta sẽ đi qua đây. Chúng ta sẽ giải quyết cái phần này để nước cũng không có nhiễu tỏn tỏn xuống. Và bên đây mình sẽ có một cái khu vực ra khoảng 3 ô. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Và chúng ta sẽ xây lên như vậy. Rồi bên này nó như vậy. Và để như vậy. Dự tính là làm vậy. Cho nên chúng ta sẽ không có cần phải ốp kiến vô. Tại ốp này lên chó đẹp thôi. Chúng ta bay lên cái thấy như vậy nè. Đẹp không? Bên góc đó. Vậy là được. Và chỗ góc này. Ui dạ. Chúng ta cứ việc kéo qua thôi. Nó sẽ qua đây. Nó ra đây một cái lên đây. Che chắn lại. Và khu vực này chúng ta kéo qua. Bây giờ đồ nó sẽ chạy tới đây và bay xuống dưới. Ở ngoài này có thể che lại cũng được, mà không che lại cũng không sao. Tại vì nếu mình che lại, ở đây nó kết hợp vô giữa trắng và trong, nhìn nó kỳ quá. Chúng ta sẽ cần phải đi ngủ. Giờ đường nước đã ổn. Ở phía bên dưới sẽ cần phải kéo một cái điểm để nhận đồ. Đồ nó rớt từ trên này xuống. Nếu bạn muốn chắc chắn thì xây dựng một cái đường ống để cho đồ nó chỉ nằm ở trong một ô. Còn nếu mà nó bự như vậy á, đồ nó có thể rớt về những hướng còn lại. Và nó rớt vô đâu thì chúng ta chưa biết. Tại vì nó phải rớt xuống rồi chúng ta mới biết chứ. Mà khoan, mình sẽ cần phải có đường nước ở phía trong. Không thể nào quên được đường nước nha. Và chúng ta chưa có lấy thêm mấy cục nước đá ở trong này rồi. Chúng ta lấy nước đá và lên trên đó. Tiện ghê không? Chỗ này có khu này, cái đi qua đi tới đi lui luôn. Và vô trọng. Ngắn đây. Đổ nước một cái. Và nước nó tới đây hả? Ồ, chặn lại tới đây thôi. Và tới đây. Từ đây tới đây. Gắn tấm bảng vô. Mình sẽ phải gắn tấm bảng vô. Chặn lại tại đó. Và nước nó sẽ nằm ở khu vực này đi. Nó sẽ chảy hết tất cả mọi thứ ở trên này đi xuống dưới. Không có gì không rớt xuống dưới được hết. Chỉ trừ có người chơi không rớt xuống dưới được thôi. Ê, ê, mới nói. Mới nói. À! Rồi, hay quá. Mặt trời lại sắp lặn. Và mình đã làm xong được cái đường nước ở ngay tại đây. Chúng ta cũng thấy được là ta đã có được cái phần trang trí. Thì làm vậy chó đẹp thôi. Chúng ta có thể lên xuống thoải mái hơn. Và trên đó thì mình cũng vừa kéo đường ống xuống bên dưới. Bây giờ chúng ta đi xuống dưới một cái. Ghé qua chỗ cái giường. Ngủ. Chưa được ngủ. Và qua đây coi một cái là ngủ được à. Lên đây, lên đây. Chỗ này. Đường ống dẫn xuống. Tất cả đều được làm bằng kiến trong. Để mình có thể dễ dàng theo dõi hơn. Và khu vực đó nó sẽ dẫn tất cả những cái network từ trên đó xuống. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện một cái chỗ để có thể tiếp nhận. Thì cái chỗ đó cũng y chang như cái chỗ lần trước chúng ta đã làm rồi. Này là cái khu vực mình có thể đi lên được. Đi ngang qua đây. Và nhảy vô. Vô đây. Ngay tại chỗ này thì ta cần có... Ủa chết đâu? Chết bỏ trên kia rồi. Thiệt tình. Và tất nhiên là bạn cũng sẽ cần có những cái cục này. Chúng ta sẽ cần phải để nó lên đây. Và kéo qua tới... Không, tới đây thôi. Tại vì khu vực này mình sẽ có chỗ hủy đồ. Chúng ta sẽ bắt đầu gắn xuống một cục cát và một cây xương rồng. Rồi hủy. Tất cả những thứ không cần thiết đều sẽ được đem đi tiêu hủy hết. Chúng ta đã có được cái đường nước và cũng có được những cái chest để vô đây. Bây giờ bắt đầu đổ nước vô nào. Ta sẽ cần phải đổ nước vô trọng. Và tới đây thì ta sẽ chặn nó lại như vậy. Và đặt cục nước đá vô.
xoay một vòng. Hình như thấy nó vẫn thiếu thiếu thì phải. Ừ. Nó phải từ chỗ này đi nữa. Và nó sẽ thẳng tới bên kia. Xong. Vậy là tốt rồi đó. Cái chủ yếu của mình là để cho đường nước nó chảy tới được cây xương rồng kia kìa. Và chúng ta hãy che khu vực này lại luôn. Còn kiến không? Còn chứ. Chắc chắn là phải còn. Bây giờ cái gì chứ kiến thì còn nhiều lắm. Bữa giờ qua sa mạc quá chừng luôn mà. Một đống cát thoải mái sử dụng. Và như vậy là khu vực này đã coi như là xong rồi đó. Chúng ta hãy đi xuống dưới. À, lại té. Và lên trển cái nào. Trên đó có thể kích hoạt được rồi đó. Tất cả mọi thứ đều đã ổn. Nước chạy qua, qua đây, xuống đây, vô đây, rớt xuống. Và trên này mình sẽ cần phải chặn lại luôn. Chốt lại, không có gì rớt vô trống được nữa. Và sao em này lên đây, hả? Em đi đâu đây? Rồi mấy con của em đâu, hả? Mấy con lạc đà ở dưới kìa, lên đây làm gì? À, lên đây chủ yếu là bán phát ai cho mình 3 cái emerald được một cục. Tôi có đây một đống cục tôi lấy đó, tôi chọi vô mặt ông bây giờ đó. Ông bán giá cắt cổ quá ông ơi. Đi xuống giùm tôi đi, vô khác chơi đi. Và nói chung là ông bán không bao giờ thấy có thứ gì mà mình coi vô lọt con mắt mình hết trơn đó. Tại những thứ mà gọi là rất cực kỳ mắc mà nó rất là... Nó không có hợp lý, bán giá cả không hợp lý. Đồ thì hả chúng ta thể kiếm được như mấy cái bông bên kia kìa. Mấy cái bông vàng, bông đỏ này nọ cũng bán. Mà nó mắc kinh khủng luôn. Thôi đừng nói chuyện với ổng nữa, mất công lắm. Coi không có bán được thứ gì hết trơn đó. Chẳng thà ông đừng được sinh ra, chứ ông sinh ra kiểu đó rồi ông bán ai mua. Có người nào mới chơi họ không biết họ mua thôi, chứ mình không bao giờ đời nào mua mấy cái đồ đâu. Đó là gian thương, không nên chơi, hãy tránh xa. Bây giờ chúng ta sẽ bước tới nơi kế tiếp. Đó chính là khu vực trồng xương rồng ở phía trên. Leo lên. Như các bạn thấy thì đường này đi lên rất phê. Tại vì phải đi lên bằng chân. Có đi lên bằng máy thì nó khỏe. Và chúng ta cũng có đường đi vô. Chúng ta sẽ mở này một cái. Và trên này chưa có tắt nước nữa. Thiệt tình tắt coi. Tắt cái coi. Tại nãy giờ đổi đường nước tùm lum hết trơn hết á. Chỉnh lại đường điện. Thành ra nó như vậy đó. Ê, và khu vực này sao nó lủng cái lỗ ghê quá vậy. Để lát nữa mình đóng nó lại luôn. Hả? Chuyện gì đã xảy ra? Ồ. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại như vậy? Hả? Ủa tại sao lại bấm một cái nó không kích hoạt? Điều gì đã xảy ra? Bóc. Ủa kỳ vậy? Bấm cái rồi. À, biết rồi. Tự nhiên bấm cái này. Rảnh thiệt. Đúng rảnh luôn. Điều đơn giản là chúng ta phải để trên này mới được. Bóc. Bấm cái này sao được. Cái này là cái bị khóa mất tiêu rồi. Ở dưới nó khóa thằng này nè. Cho nên chúng ta phải để một là ở trên này. Hai là ở đây. Thôi để ở đây đi cho đẹp. Tự nhiên... Sao quán để đó là sao? Để đó sao chạy? Và bây giờ nước đã rút lại rồi nè. Đường này là đường đi vô thôi. Cái đường đi vô này mình sẽ đổi sang cái phần trapdoor bằng acacia cho đẹp. Nó cùng màu với cái khu vực này luôn. Và đường này chắc chắn sẽ là đường đi lên của chúng ta rồi đó. Và ta sẽ lên một cái. Ta lên tới trên này. Ủa lên cao quá rồi. Lên vừa phải thôi. Lên tới trên này. Lại dừng lại. Chúng ta sẽ cần phải chỉnh đường nước ở đây một cái. Mở cầu dao lên. Sau khi quan sát lại tình hình ở phía trên này, thì mình sẽ đi tới một quyết định. Đó chính là chúng ta sẽ cần phải đập bỏ phần kiến trắng ở đây, lộn kiến đỏ ở đây một cái, để chúng ta có thể ốp được cái sàn ở bên dưới này. Mình sẽ có cái sàn ở ngay đây. Chúng ta sẽ bắt đầu ốp bằng half slab ở nửa dưới. Và muốn vô đây thì phải sử dụng tuyệt chiêu bấm ship. Ủa không cần bấm hả? À, đi được, hay quá. À, ở đây đó là nửa ô, thành hai ô. Nhưng mà từ đây lên thì chúng ta muốn ra, muốn vô là phải bấm ship nè. Và cái phần kiến đỏ này thì mình sẽ loại bỏ. Mình sẽ chuyển sang một cái khác. Đó chính là sử dụng cái cục chisel stone brick ở đây. Để chúng ta có thêm được một cái phòng nhỏ ở phía bên trong này. Phòng này thì sẽ được ốp kiến trắng. Lần này mình đem theo kiến trắng lên rồi. Tại nãy mới nói lộn kiến trắng là vậy đó. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta sẽ cần phải ốp cái phần half slab ở phía dưới này trước. Cái phần này nó rất là quan trọng.
tại vì nó quyết định tới cái khu vực bên dưới này sẽ được phân chia ra như thế nào. Và chúng ta cũng sẽ bỏ hết những cái miếng kiến ở đây luôn. Giờ công việc này là sẽ cần phải bỏ hết tất cả những cái đường nước ở đây luôn. Không, không cần bỏ hết đâu. Ta chỉ cần bỏ nước thôi. Bỏ nước là xong. Như vậy là để mình thực hiện công việc này trước. Mình đã chỉnh sửa xong. Và chúng ta sẽ có những cái đường nước đi về một phía. Qua bên đây, đi xuống dưới. Ở dưới chưa có. Và chúng ta sẽ không đi từ ở giữa, mà đi về phía bên này. Tại vì cái khu vực này nó sát bên cái chỗ mà mình sẽ chuyển xuống. Chúng ta đi về đây, giảm bớt số lượng kiến ta đi từ đây ra. Tiết kiệm được nhiêu hay bấy nhiêu. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi vô bên trong đó, đổ nước vô trỏng. Thì đầu tiên là ta sẽ cần phải gắn miếng kiến ở đây trước. Để đảm bảo là không có cái gì ở đây có thể tràn ra bên ngoài được hết. Và chúng ta cũng chuẩn bị và nước nè. Rồi ta sẽ có half slab. Và half slab lại. Đi tới đâu half slab tới đó. Và chỗ này thì sẽ không cần phải half slab. Nếu mà half slab chỗ đó thì làm gì mà nước chảy được nữa. Tới đây. Đó, đồ chạy vô rồi kìa. Và ta sẽ đổ nước qua bên này. Chỗ này. Ấp lại, khoan khoan, bình tĩnh. Qua bên đây một cái. Ta sẽ cần phải đổ nước vô một cái. Và nó sẽ chạy từ đó đi. Qua bên đây luôn. Chỗ này, như các bạn thấy thì nước chảy. Nó sẽ chảy từ đây qua, vô trong này. Đây qua, vô trong này. Và từ giai đoạn này thì chúng ta sẽ cần phải có thêm một cái chỗ nữa ở ngay tại đây đi. Mình sẽ đổ nước ở đây cho nó mạnh. Và hồi nãy tại vì nước tới đây nó hết cho nên nó dừng lại tại đó thôi. Chứ không thể nào mà nó dừng lại tại đó được đâu. Bây giờ nó sẽ chạy tiếp. Nó qua bên này. Đó. Và nước này chúng ta cần phải chặn lại một cái là xong. Chặn lại và nó chạy tiếp. Nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải đi ra một cái. Đi ra đây. Nhớ là phải chặn lại hai bên luôn nha. Nếu không là nước nó sẽ chảy ra như vậy đó. Mình sẽ chặn lại hai bên. Và ở đây nó có một cái khó. Là ta sẽ cần phải gắn một cái tấm bảng. Nó đâu rồi? Tấm bảng sẽ nằm đây. Để tránh trường hợp là nước nó nhiễu xuống tỏn tỏn là một. Và không phải nhiễu xuống tỏn tỏn mà đồ nó sẽ chạy xuống chứ phải nhiễu tỏn tỏn ở đó. Đồ nó sẽ chạy từ phía trên xuống. Nó đi ngang qua đó. Và chặn cái này ở đây một cái. Chúng ta có thể bấm ship đi qua thôi. Không vấn đề gì hết. Và ở đây chúng ta che lại. Giờ tạm thời mình sẽ chặn đường nước lại. Chúng ta đi ra ngoài coi. Tất cả đều phải chạy về một phía hết. Không có cái gì dừng lại ở đâu hết. Và có cái này sao lại rớt ra ngoài. Hả? Nếu mà nó rớt ra ngoài như vậy thì chúng ta sẽ cần phải ốp lên cái miếng này ở những cái điểm đó, những cái điểm ráp nối vô á, để cho nó không có bị click bay qua những cái mép tường hay là những cái chỗ nhỏ nhỏ đó đó. Chúng ta gắn vô thôi, gắn đó luôn kìa. Và qua bên này một cái, bên này cũng cần phải gắn. Chỗ đó mình chặn lại thôi, mình khỏi gắn cũng được, không sao hết. Và qua bên kia. Nhìn coi, chỗ nào cần gắn thì gắn. Ví dụ như chỗ này. Và gắn vô. Xong rồi đó. Nước nó sẽ chạy một lèo về phía bên đây. Đi hết luôn. Không có gì bị dừng lại hết nha. Phải vậy mới được. Và ta có tấm bảng ở đó chưa chỉnh kìa. Thiệt tình. Sao còn thiếu tấm bảng đó nữa. Ta vô chỉnh tấm bảng nó lại coi. Và đồ vừa chạy về phía mình kìa, các bạn thấy không? Ta sẽ cần phải đập chỗ này ra một cái. Và tấm bảng này, tại vì mình để lên lúc chúng ta chưa ốp half slab. Bây giờ chúng ta nhớ coi nha. Cái tấm bảng nó phải nằm phía bên dưới. Nó nằm ở trên là thôi luôn á. Và ta lấy half slab một cái. Đó. Đâu rồi? Nãy mới thấy cây xương rồng. Đó, chạy tới rồi kìa. Phải vậy chứ. Và ta sẽ tiếp tục ăn dưa hấu. Ngày hôm nay là hết đồ ăn xịn rồi. Phải ăn dưa hấu thôi. Mình đã làm xong cái đường chuyển đồ từ trên này xuống. Và lên tới đây thì phát hiện có một chỗ chúng ta cần phải chỉnh lại. Đó là nơi này. Ta không được để như vậy nữa rồi. Ta sẽ cần phải thay đổi. Nước nó sẽ nằm ở phía bên này. Và mình sẽ đập cái này ra một cái. Lũng này lên. Tại vì cái chỗ này nếu chúng ta làm như hồi nãy thì nó sẽ không có ổn.
Đồ từ trên rớt xuống nó sẽ dừng lại ngay tại đó. Và nó dừng lại ngay tại đó là không được. Không ai để vậy được hết. Và sao ta không có đem cái xô nữa chứ. Thiệt tình. Bây giờ không đem xô thì chơi miếng này vô. Đắp miếng này luôn. Rồi đập ra, lẫm lại. Và chỗ này chúng ta sẽ để miếng nước đá. Đập ra. Vậy là giải quyết được thôi. Đơn giản chưa? Như vậy là nó sẽ không có cái góc nào mà nước không chảy. Tại vì hồi nãy nó rớt xuống đây, nó dướng ngay tại đây nè, ngay cái chỗ này. Thành ra nó không chạy, mà nó không chạy, nó dính đồ lại. Nó dính đồ lại, chúng ta không có đồ chạy đi. Và ta sẽ cần phải đập khu này ra một cái luôn. Chúng ta sẽ đổi sang cái phần kiến luôn. Giờ ta lấy kiến nào, ốp vô, trả lại tôi. Đúng rồi, và ốp vô. Nhưng mà trước tiên, còn một việc nữa mình phải làm, đó chính là thắp sáng khu vực phía trên này lên. Bây giờ đồ chạy đã đẹp rồi đó. Chúng ta hãy qua bên này. Và tại sao ở chỗ này lại như vậy? À, tại chỗ này có cái chỗ chúng ta chặn lại thôi. Không sao hết. Chúng ta bắt đầu che chắn lại. Và ta sẽ đi ra phía bên ngoài. Đập ra. Và ra ngoài đây. Như các bạn đang thấy ở đây, chúng ta có cái đường đi xuống. Nó sẽ không xuống trực tiếp ở đây nữa. Nó sẽ phải chảy dòng qua bên này. Và dòng qua bên đây thì tất nhiên phải có tấm bảng ở đây rồi. Giờ chúng ta sẽ cần phải cho nước từ chỗ này dòng qua. Nghĩa là nó sẽ bắt đầu chạy xuống từ chỗ này đây. Chúng ta chặn lại và lấy nước đá một cái. Bang. Hồi nãy mình dự định là chúng ta sẽ chạy thẳng xuống. Nhưng mà chạy thẳng xuống nhìn xấu quá. Cho nên chúng ta thay đổi chút xíu. Chúng ta sẽ cho nó đi vòng qua. Ê, chết tôi. Gắn lộn. Và đập ra. Chỗ này là kiến trắng nha. Và chúng ta sẽ có kiến trong ở đây. Xong rồi đó. Có thể xuống bên dưới. Và chỗ này nhảy xuống được luôn. Hí! Nhảy xuống cái đi xuống luôn. Chúng ngay cái cầu thang máy đi xuống mới ghê. Nhảy xuống cái xuống luôn. Giờ phải qua đây để lên lại. Lên nào. Và như các bạn thấy thì chỗ này nó sẽ có một cái khúc cua chữ U. Để mình chuyển đồ đi vòng qua bên kia. Chứ mình không có thể để cái đường này đi ngang qua đây được. Đi ngang qua thì nó sẽ không có chảy về phía bên này. Ta phải đánh cái cua qua một cái. Đánh cái cua qua thì ta sẽ cần phải đổ nước vô. Nước đầu gắn vô tiếp. Đổ qua. Và nó chảy tới. Là xong. Để ta bỏ xương rồng không cháu. Đó. Các bạn thấy xương rồng đó đã chạy xuống rồi kìa. Tuyệt vời. Và cái đường ống này chúng ta sẽ cần phải lắp lại ở đây. Bên dưới này thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Chúng ta cũng sẽ có đường nước giống như ngày hôm qua chúng ta làm. Ủa giờ lên bên đây là sao qua bển? Chúng ta sẽ cần phải có cái scaffolding rồi đây. Scaffolding leo lên. Ở đây đường nước nó sẽ chia thành mấy đoạn như vậy. Vì thế mình lại phải sử dụng nước đá. Các bạn thấy xài nước đá khỏe không? Đâu cần phải làm gì nhiều đâu. Và chỉ có chờ nó chạy qua đây là xong. Chúng ta sẽ bỏ vô cái này một cái. Rồi quăng xương rồng vô. Biểu diễn. Đó. Ôi. Sao có miếng kiến? Hả? Ở đó mà biểu diễn. Nó có miếng kiến ở chổng kìa ông ơi. Thiệt tình. Và cây xương rồng bị gì đó? Hả? Tại sao lại có biểu hiện như vậy? Thiệt tình. Hồi nãy là do mình quên không có để mấy cái furnace hay là mấy cái lò nấu ở đây. Để cho nó kéo không đúng và khu vực trên này bị lỗi. Chúng ta chỉnh lại. Chúng ta sẽ cần phải có 6 cục này ở đây. Ê, cục này không được. Chúng ta phải xài 6 cục đất kìa. Nó phải nằm ngay tại đây. Và bên kia... Ghost block hả? Chắc vậy quá. Để mình qua bển mình coi thử coi phải ghost block hay không. Nghi lắm nha. Ghost block. Tại vì nó cập nhật nhanh quá. Thành ra nó còn nhớ lại chỗ đó thôi. Cũng không có gì lạ đâu. Và bây giờ chúng ta có thể cho nước vô chổng được rồi. Nhìn vô đây thì ta thấy nó sẽ có những cái furnace. Bắt đầu ngay từ giai đoạn này. Tới chỗ này là 6 cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cùng chỗ với lại những cái phần slam block ở đây. Như vậy là ta bắt đầu đổ nước vô lần 2. Chạy. Vô. Và nó sẽ biến mất vô những cái hopper từ phía trên đó chuyển xuống. Yeah! Phải vậy chứ. Và bỏ vô. Ủa? Chỗ này?
chưa có đường ống đi lên. Quên mất rồi. Chúng ta sẽ cần phải có cái đường đi lên nữa, để đảm bảo là không có đồ rớt ra phía bên ngoài này. Và cái chuyện này thì dễ xử lý thôi. Mình sẽ làm thật nhanh đây. Đường nước đã được chỉnh sửa xong. Và chúng ta đã có được cái cột để hứng đồ từ trên đó xuống. Nó sẽ không chạy đi đâu được hết, ngoại trừ khu vực trung tâm mà thôi. Như các bạn thấy thì nó không có còn tình trạng như nãy nữa. Bây giờ nó đang chuyển đồ xuống đó. Ê, miếng kiến phải không? Miếng kiến lỡ rất rỗng rồi, thôi không sao hết trơn hết đó. Bây giờ mình sẽ bỏ những cây xương rồng mình có vô. Và chúng ta sẽ bắt đầu chia lại. Mình đã chuyển hết tất cả những cây xương rồng có sẵn ở trên đó xuống những cái chest bên dưới này của cái silo. Và nó đang chạy vô kìa các bạn. Chúng ta hãy qua bển coi. Ở đây chúng ta có một cái double chest. Quá nhiều. Qua bên đây, lên trên này. Đã chưa? Hồi nãy khi mình lấy xuống hết, nó sẽ lắp đầy được hai cái này. Và bây giờ nó đang có thêm rất nhiều luôn. Coi nó chạy kìa. Đã thiệt. Chúng ta tìm đường leo lên, coi thử những cái hopper ở trong coi. Và hopper vẫn đang chạy. Ui dạ. Nói chung là đồ nhiều quá, đã quá. Và cây xương rồng. À, còn trên này. Tại hồi nãy mình có dục mấy stack vô trong cho nó chạy gió nhanh. Và trong này còn gì không? Không. Bên này có gì không? Nó sẽ chạy từ từ xuống. Một đồ chạy xuống tới dưới cùng và ta đi ngủ. Ngủ một cái. Khu vực này gần như là hoàn thiện rồi. Chỉ còn mỗi một cái chỗ này nữa mà thôi. Chỗ này dành riêng cho cái gì đó thì tất nhiên mọi người cũng đã biết. Và nói tóm lại, trong ngày hôm nay chúng ta đã dẫn được cái đường của Netherwork và xương rồng xuống dưới này luôn rồi. Mình sẽ cần phải trồng cái Netherwork trong thời gian giữa hai tập và tiếp tục thu hoạch. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!